biết rồi, biết bị bệnh rồi. Thôi. Thương nè. Thương mì nha, Ừ. Sao rồi, mới đi khám gì hả? Dạ, mới đi khám về. Mà hôm qua nó bỏ ăn. Cái xong là em dắt nó đi lên trên ngoài phòng khám thú y đầu chợ á anh hai. Xong rồi cái người ta chẩn đoán nè. Đâu coi, mày thấy nó khỏe chưa? Em đâu biết đâu, về thì bác sĩ cũng kê thuốc rồi này kia để cho nó uống vô mà em cũng chưa biết nữa. Bệnh nhân mì, đúng rồi, chẩn đoán. Sao chẩn đoán? Ủa, thì đúng mà, thì ai bị bệnh không chẩn đoán anh ha. Em khám đầu chợ đúng không? Đúng rồi. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, ổng có khám được đâu, hết nhiêu tiền? Đi hết mấy triệu bạc rồi. Trời ơi. Trời chó em tiếc lắm anh ơi. Nghĩ sao mà viết còn sai chính tả thì sao mà khám cho nó hết được đây? Chứ sai là sai chỗ nào? Người ta là chẩn đoán chứ sao mà chuẩn đoán, viết mà còn bác sĩ mà về thì chết rồi. Nó cứ là chuẩn hay là chẩn? Ừ, em chuẩn đi cà mai mốt đó, rồi con chó nó chết luôn. Anh hai. Mà. Anh hai. Chết rồi, không lẽ sai thiệt hả ta? Ôi, mẹ thương nha. Chẩn đoán là động từ. Chẩn có nghĩa là xác định, phân biệt dựa theo những triệu chứng, dấu hiệu có sẵn. Đoán có nghĩa là dựa vào một vài điểm đã thấy, đã biết, để suy ra điều chưa rõ hoặc chưa xảy ra. Như vậy, chẩn đoán có nghĩa là xác định bệnh dựa theo triệu chứng và kết quả xét nghiệm. Ví dụ, chẩn đoán bệnh có đúng thì điều trị mới có hiệu quả. Chuẩn có nghĩa là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để làm mẫu. Thí dụ, lấy người đứng bên trái làm chuẩn. Chuẩn còn có nghĩa là vật được chọn làm mẫu để thể hiện một đơn vị đo lường. Thí dụ, chuẩn quốc gia. Chuẩn cũng có nghĩa là cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội. Thí dụ, chuẩn chính tả. Còn chuẩn đoán thì tiếng Việt không có từ này. Vì thế, chẩn đoán mới là từ đúng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ chẩn đoán hay chuẩn đoán. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ tụ trung hay tụ trung. Mến chào, tạm biệt các bạn.